Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh tình hình mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh và công tác kiểm tra chỉ đạo ứng phó với mưa lũ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công điện số 10 ngày 8 tháng 10 năm 2020 về việc tập trung ứng phó với mưa lũ lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc thủ trưởng các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh. Từ ngày 6 tháng 10 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh liên tiếp có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 300 đến 700 mm. Điển hình, lượng mưa được đo tại các trạm đến 15 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2020 như sau: Minh Hóa 717 mm, Trường Sơn 594 mm, Kiến Giang 437 mm. Mực nước sông Kiến Giang hồi 13 giờ ngày 8 tháng 10 tại trạm Lệ Thủy trên mức báo động 3 là 59 cm, trạm Kiến Giang trên báo động 3 là 166 cm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, lũ trên các sông sẽ lên nhanh, nhiều nơi trên mức báo động 3, nguy cơ xảy ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại các vùng thấp trũng, nhất ở huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, huyện Quảng Trạch, huyện Minh Hóa. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, lụt lớn, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ cấp bách như sau. 1. Thực hiện nghiêm nội dung công điện số 1372/CD-TTG ngày 8 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 126/CD-BCH ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nhất là tại các vùng thấp trũng ven sông suối, những hộ không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời. Trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó, chú ý phương án có thể phải sơ tán dây ngay, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Chủ động hỗ trợ lương thực thực phẩm, bố trí tạm cho các hộ phải di dời, không để người dân thiếu đói rét. Thông tin kịp thời, khuyến cáo hướng dẫn người dân trong các hoạt động, nhất là việc đi lại khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông, đặc biệt là khu vực thường xuyên ngập sâu, chảy xiết. Chủ động dừng hoạt động đối với các cầu phao đổ ngang khi có mưa lũ lớn, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng mưa lũ ngập úng chia cắt kéo dài, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình bị hư hỏng đang thi công, nhất là các hồ chứa nhỏ, xung yếu, chỉ đạo vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai phương án bảo vệ các ao hồ, lồng bè nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng di dời gia súc gia cầm tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn. 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du, đảm bảo an toàn cả công trình đang thi công, xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa vừa và nhỏ và hồ chứa trung yếu, nhất là dự án hệ thống thủy lợi Giao Nam. 4. Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra phương án vận hành an toàn hệ thống điện, hồ thủy điện trên địa bàn, đảm bảo đủ lương thực thực phẩm dự trữ phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là những khu vực có khả năng bị chia cắt, vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến các tình thế thời tiết nguy hiểm để chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 6. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn đối với tàu, phương tiện vận tải hoạt động neo đậu trên sông và vùng cửa sông, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, phối hợp với lực lượng công an chủ động chỉ đạo kiểm soát phân luồng chống ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện vận tải, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông trên các trục đường chính, nhất là tuyến quốc lộ, đường sắt Bắc Nam.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các nhà mạng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kịp thời khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông trên các trục đường chính, nhất là tuyến quốc lộ, đường sắt Bắc Nam. 7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các nhà mạng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin, chuẩn bị lực lượng, vật tư, sẵn sàng khôi phục nhanh thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai và sớm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân. 8. Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch, nhất là dịch COVID-19 tại khu vực sơ tán và chủ động hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ, cơ sở thuốc và các hóa chất cần thiết để đảm bảo khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa lũ. 9. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra việc triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm môi trường trong và sau mưa lũ. 10. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 11. Đài khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó. 12. Báo Quảng Bình, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Bình và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa lũ, tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin để người dân biết chủ động phòng tránh. 13. Các sở ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mưa lũ lớn có thể kéo dài, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 14. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, kịp thời chỉ đạo đôn đốc các sở ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chỉ đạo văn phòng thường trực ban chỉ huy tổng hợp dự báo cảnh báo tình hình diễn biến mưa lũ, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ huy, đồng thời cung cấp chia sẻ thông tin các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để chủ động triển khai có hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ. Kỳ thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký Trần Phong. Hết nội dung công điện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và Bố Trạch. Tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, sau khi nghe chính quyền các địa phương báo cáo về tình hình mưa lũ cũng như công tác ứng phó, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương cần bám sát các chỉ đạo của tỉnh về công tác ứng phó với mưa lũ, thường xuyên theo dõi tình hình thực tế để chủ động các phương án ứng phó, đặc biệt là bám sát phương châm 4 tại chỗ, tập trung phương tiện, chủ động triển khai lực lượng hỗ trợ các địa phương ứng phó, di rời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn, bố trí lực lượng bảo vệ tại các tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt, hạn chế người dân qua lại tại các ngầm tràn ngập sâu để bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương cần có phương án bảo đảm an toàn hồ đập, các hồ chứa, tuyên truyền vận động người dân không chủ quan lơ là, không vớt củi đánh bắt cá, nhất là ở những vùng nước lớn chảy xiết. Các địa phương căn cứ tình hình thực tế để có phương án cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tại huyện Bố Trạch, theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự huyện, mưa lớn đã khiến 13 thôn bản tại các xã Liên Trạch, Cừ Nẫm, Thường Trạch bị chia cắt, một số tuyến đường giao thông nội thôn bị ngập trên 1 mét. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở đất tại km 62 xã Thường Trạch, gây ách tắc giao thông. Huyện Bố Trạch cũng đã sẵn sàng phương án di rời sơ tán dân khi mưa lũ kéo dài. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương của huyện Bố Trạch tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động các phương án ứng phó, chỉ đạo các địa phương có phương án cụ thể để di rời sơ tán người dân vùng có nguy cơ lũ quét, vùng ngập sâu nguy hiểm, sạt lở đất đến nơi an toàn với phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương cần sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân, cũng như tại cơ quan đơn vị trường học, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Các lực lượng như quân sự, biên phòng, công an phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống khi mưa lớn xảy ra. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, hôm nay, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã có buổi đi kiểm tra tình hình mưa lũ ở huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh, với tình trạng mưa to từ ngày 7 tháng 10 đến nay, đây là một số địa bàn của hai huyện bị ngập nước,
và xảy ra tình trạng sạt lở ở một số tuyến đường. Trực tiếp kiểm tra tình hình tại những điểm xung yếu, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động khẩn trương các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến của thời tiết để có phương án phù hợp, tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn, luôn sẵn sàng phương châm bốn tại chỗ. Đối với những đoạn đường bị sạt lở và ngập nước, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu chính quyền địa phương phải có các biện pháp ngăn rào và cảnh báo để người dân biết tránh những tình huống xấu xảy ra, sẵn sàng sơ tán di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các ngành địa phương tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan, nghiêm cấm việc ra khe suối bắt cá, vớt củi khi còn mưa lũ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chỉ đạo vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập. Trước tình hình cấp bách của mưa lũ trong những ngày qua trên địa bàn biên giới Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẩn trương lên phương án điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, hàng chục phương tiện xe ô tô, cano đến các địa bàn trọng yếu để giúp người dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn nhất. Ngày 8 tháng 10, tại các địa bàn trọng yếu như khu vực Hung Châu, đường vào các bản làng Đông Bào Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, đường vào đồn biên phòng Ca Sang, nước lũ đã lên cao, có đoạn ngập sâu đến 2 mét và dài khoảng 60 mét, rất khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Đồn biên phòng Ca Sang đang triển khai hàng chục cán bộ và cano phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các tổ ứng trực tại các khu vực trọng điểm để xử lý tình huống. Tại các trục đường 9B, 9C thuộc địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy không lưu thông qua lại được. Đoạn ngầm km 25-26 bị ngập sâu hơn 1 mét, nước chảy xiết. Đoạn km 33-100 bị sạt lở. Hai bản Tân Ly và bản Bạch Đan thuộc xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy bị chia cắt hoàn toàn. Đồn biên phòng Làng Ho đã khẩn trương điều động các tổ công tác, chia nhiều hướng tuyên truyền cho bà con và các phương tiện không qua lại các trục đường trên để đảm bảo an toàn. Tại địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, đến thời điểm này, mưa rất to, các bản Trung Sơn, Dốc Mây, Pờ Loan, Rinh Rinh, Hôi Rẫy, Nước Đắng, Khe Cát và thôn Tân Sơn, với 335 hộ trên 1.355 khẩu bị cô lập tạm thời, riêng thôn Tân Sơn với 87 hộ trên 324 khẩu bị cô lập hoàn toàn do nước sông dâng cao, nhà một số hộ dân đã bị ngập, phải di chuyển lên vị trí cao hơn. Nhiều người dân đi trong keo tại bản Pờ Loan, Rinh Rinh bị mắc kẹt tại bản đang được đồn biên phòng Làng Mô lên phương án để đưa về nhà. Được lũ lên cao là nhờ có đồn phối hợp với phụ nữ, với dân quân trong thôn bản là có hỗ trợ để giúp cho dân là chuyên đồ lên trên vùng cao cho dân và đưa lên cả đến chỗ đến nhà mà lên cao, nên bà con cứ yên tâm đi. Có đồn với là các ban ngành và phụ nữ với á cơ đồng là giúp cho dân. Tại địa bàn xã Dân Hóa, Trung Hóa, huyện Minh Hóa, đến thời điểm này, mưa vẫn rất to, hiện có 7 trên 19 hộ ở bản Bãi Sinh được tràn vào nhà, đã được bộ đội biên phòng di dời đến nơi an toàn. Có 6 điểm bị cô lập với tổng số 246 hộ trên 1.310 khẩu, gồm cả bản Ca Ai, Ta Ra, Hà Nông, Ca Đình, Ca Vi, Óc. Hiện tại nước suối tại ngầm Ca Ai và Ca Đình, đường vào đồn biên phòng Ra Mai vẫn dâng cao. Quốc lộ 12A có một số điểm bị sạt lở. Nếu như lượng mưa tiếp tục tăng, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của đồng bào trên tuyến biên giới Quảng Bình. Hiện nay do mưa lũ, trên địa bàn có 4 thôn bản bị cô lập. Đơn vị đã tổ chức lực lượng phối hợp với địa phương, tổ chức di chuyển vật chất con người để cho người dân lên vị trí an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã và đang chỉ đạo quyết liệt cả đơn vị trên hai tuyến. Với bất luận hoàn cảnh nào, khó khăn nào, thì cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng sẽ là những chiến sĩ tiên phong, sẵn sàng sát cánh cùng chính quyền địa phương và nhân dân chống lũ đến cùng trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, đến 16 giờ ngày 8 tháng 10, trên địa bàn huyện Minh Hóa vẫn còn mưa vừa, có nơi mưa rất to, nước lũ tiếp tục dâng cao. Đặc biệt, ở vùng rốn lũ xã Tân Hóa đã có hơn 100 căn nhà dân bị ngập chìm trong biển nước. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân vùng lũ vẫn ổn định, đó là nhờ những căn nhà bè chống lũ. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 16 giờ ngày 8 tháng 10, do mực nước đang dâng cao, hơn 300 căn nhà tại các thôn 1, thôn 2 và thôn 4 ở xã Tân Hóa đã bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ trước và mỗi khi nghe tin dự báo thời tiết,
mọi vật dụng sinh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày cũng như lương thực thực phẩm cần thiết đã được đưa lên nhà bè, nên người dân xã Tân Hòa luôn bình an trong mưa lũ. Người dân xã Tân Hòa hiện đã xây dựng được hơn 500 căn nhà bè vượt lũ. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa đã triển khai các phương án phòng chống lụt bão và trực tiếp xuống tận cơ sở để chỉ đạo các thôn sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống xấu, đặc biệt ở những vùng xung yếu để ứng cứu kịp thời. Chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng ứng trực hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc và di dời qua nhà phao để tránh lũ. Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, huyện Minh Hóa đang tích cực chỉ đạo lực lượng công an, quân sự tập trung lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân chưa có nhà bè lên các khu vực cao rào như nhà tránh lũ, trường học, trụ sở ủy ban nhân dân xã khi có tình huống xấu xảy ra. Các trường học trên địa bàn xã cũng đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện tại mực nước trong danh đang tiếp tục lên. Huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các phương án phòng chống lũ. Tính đến 15 giờ ngày 8 tháng 10, có 19 trên 69 trường, 12 điểm trường và 67 trên 82 học sinh nghỉ học. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường liên thôn liên xã đang thi công bị sạt lở nhiều đoạn. Một số tuyến đường, cầu liên thôn ngập cục bộ, sâu 0,5 đến 1 mét. Ủy ban nhân dân cả xã đã có biển cảnh báo nguy hiểm và cử người canh gác. Nghiêm trọng nhất phải kể đến đoạn đường Đồng Lâm đi Phúc Tùng xã Đức Hòa bị sạt lở 50m, khoảng 150 mét khối. Mặt đường bê tông bị gãy hoàn toàn 10m, đang tiếp tục sạt lở làm chia cắt 224 hộ trên 835 khẩu thôn Phúc Tùng. Hiện tại xã Châu Hòa có 12 hecta lúa tái sinh do hạn, đang thu hoạch do mưa chưa gặt kịp đã ngập trong nước. Tổng thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng. Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa đã triển khai phương án và phân công các thành viên bám sát địa bàn để hướng dẫn, giúp đỡ người dân phòng chống lũ. Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương có biện pháp phòng chống kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân. Sáng nay ngày 8 tháng 10, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại một số địa phương trên địa bàn thị xã. Từ ngày 6 tháng 10 đến nay, mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về đã làm nước lũ dâng cao. Do đó, 21 trường học trên địa bàn đã chủ động chữa hơn 4.000 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Kiểm tra tại một số điểm thường xuyên bị ngập lụt như thôn Văn Phú xã Quảng Văn, Cờ Lông Cá tại thôn Cồn Sẻ xã Quảng Lộc, các tuyến đê kè tại xã Quảng Hải và một số dự án đang thi công tại xã Quảng Minh và kiểm tra công trình thủy lợi đập Rào Nan. Lãnh đạo thị xã Ba Đồn yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập, chỉ đạo việc chặn buộc và sẵn sàng có phương án bảo vệ các công trình đang thi công, các lồng bè nuôi thả thủy sản trên sông, bố trí đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó với mưa lũ ngay khi cần thiết. Tại huyện Quảng Trạch, mưa lớn đã làm hơn 120 nhà dân tại thôn Tân An, Phủ Ninh, xã Quảng Thanh ngập nước. Một số tuyến đường giao thông bị ngập lụt và chia cắt một số khu vực như tại thôn Kinh Huyền, xã Kinh Hòa, thôn Trường Long và Phủ Cương, xã Phù Hòa, thôn Thuần Hòa, xã Liên Trường. Ngoài ra, mưa lớn trong những ngày qua đã làm mương thủy lợi ở thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu bị sạt lở. Kè ven sông Trọng Sỏi Lở tại xã Quảng Phú trong quá trình đang thi công bị sỏi lở. Hiện nay, huyện Quảng Trạch đang chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ, sẵn sàng các phương án để di dời, sơ tán người dân ở những địa bàn xung yếu, nguy cơ ngập lụt, chỉ đạo dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để đề phòng lũ chia cắt lâu dài. Do mực nước ở các sông dâng cao nên khu vực phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới bị ngập lụt nặng, hầu như các phương tiện giao thông không đi lại được. Tại thành phố Đồng Hới có khoảng 100 hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến chiều ngày 8 tháng 10, mực nước vẫn chưa tràn vào nhà dân. Tại khu vực các trục đường giao thông quanh hồ Tràm, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải và một số tuyến đường ở phường Đồng Phú cũng bị ngập cục bộ. Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự thành phố Đồng Hới, đến chiều ngày 8 tháng 10, mực nước ở các hồ trên địa bàn vẫn còn ở mức thấp, chưa đạt 50%. Đồn biên phòng Nhật Lệ vừa tổ chức lực lượng kịp thời đưa một tàu công suất lớn của ngư dân phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới bị đứt dây neo có nguy cơ trôi dạt ra biển. Lúc 9 giờ 45 phút ngày 8 tháng 10, tàu cá QB1234TS do ông Nguyễn Văn Tý, trú tại phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới làm thuyền trưởng, đang neo đầu tránh trú tại bến đầu Nhật Lệ thì bị đứt dây neo, có nguy cơ trôi dạt ra biển và chìm tàu.
Nhận được tin báo, đồn biên phòng Nhật Lệ đã điều động 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với các thuyền viên kịp thời khắc phục sự cố. Lực lượng biên phòng đã điều khiển phương tiện về khu tránh trú, giúp chủ phương tiện trăng chéo neo đậu đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến nguy hiểm của tình hình thời tiết, ngày 8 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai lực lượng xuống địa bàn giúp dân phòng chống lũ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh và lực lượng dân quân cơ động đã trực tiếp xuống địa bàn để giúp đỡ hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ. Hiện nay là các huyện, đặc biệt là huyện Tuyên Hóa đã huy động các lực lượng dân quân tại chỗ và các lực lượng trên địa bàn để tiến hành hiệp đồng và giúp đỡ bà con chằng chống nhà cửa, giúp đỡ những gia đình nghèo, người bệnh và những khu vực trọng yếu tiến hành là khắc phục để không để mưa lũ lụt vào khu vực nhà dân ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Ngay từ sáng sớm, công tác ứng phó với mưa lũ được các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh triển khai khẩn trương theo phương châm 4 tại chỗ. Tại các địa phương bị ngập lụt nặng như Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo cơ quan quân sự cả cấp huy động toàn bộ lực lượng xuống từng địa bàn, từng thôn xóm. Tính đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 10, cán bộ chiến sĩ cả cơ quan đơn vị địa phương đã phối hợp di dời 860 hộ dân với trên 3.200 khẩu và tài sản về vị trí an toàn. Lực lượng dân quân xã huyện đến phục vụ đến di dời dân đến nơi an toàn. Đối với các khu vực bị chia cắt cục bộ, những tuyến đường bị sạt lở, lực lượng dân quân đã phối hợp với công an ứng trực 24/24 giờ, cảnh báo phân luồng, hướng dẫn người và phương tiện, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Vừa rồi thì trong cái địa bàn thì đã chia cắt các cái hướng từ Đông Hóa về Thạch Hóa, đây là hướng từ xã Nam Hóa cũ ra Thạch Hóa là đã bị chia cắt và cô lập hoàn toàn. Trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời là cử cái lực lượng là chốt chặn các cái khu vực mà có cái nguy cơ sạt lở hoặc là có cái điểm trung yếu nhưng mà cầu cống có mưa sạt lở chốt chặn để làm tốt công tác cảnh báo. Theo dự báo, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Bên cạnh việc chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tiến hành ra soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đồng thời dự kiến kịch bản, phương án triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, di dời dân trong tình huống khẩn cấp nguy hiểm. Sáng nay ngày 8 tháng 10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Quảng Ninh đã kiểm tra, nắm tình hình và trao lương thực cứu trợ một số người dân ngập lũ tại địa bàn huyện Quảng Ninh. Tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, nhiều điểm đã bị ngập sâu. Riêng tại chợ Cầu Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, nước lũ đã dâng lên gần 1 mét. Nhiều nhà dân tại khu vực này đã bị ngập sâu trên 1 mét. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị cô lập hoàn toàn và phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền và cano. Để kịp thời giúp người dân tại những vùng bị ngập sâu, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viên và trao lương thực, đồng thời yêu cầu Công an huyện Quảng Ninh kịp thời bố trí ngay lực lượng để triển khai các phương án giúp người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn theo phương châm 4 tại chỗ và đảm bảo an ninh trật tự, tránh các đối tượng xấu lợi dụng để trộm cắp tài sản. Sáng nay ngày 8 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Lễ meeting là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng về tác động hậu quả của thiên tai, thảm họa, để từ đó tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp để làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa, chủ động ứng phó trước mọi loại hình thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Tại lễ meeting, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và kêu gọi các cấp hội Chữ thập đỏ cùng toàn thể nhân dân chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi Việt Nam đã trao 40 suất học bổng trị giá 180 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm 8 ngày 9 tháng 10, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm 94 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm 95 đến 100%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm 90 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm 93 đến 100%. Khu vực thị trấn Hoa Lão nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm 92 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm 90 đến 98%. Khu vực thị trấn Quản Hầu nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm 91 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm 93 đến 100%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông. Trong dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 10, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 85 đến